Vâng, xin kính chào tất cả anh chị em, các bác. Thì ngày hôm nay thì Khải Đăng Ô Tô, chợ ô tô miền Bắc xin giới thiệu với các bác một chiếc xe của Mỹ, thương hiệu Mỹ Ford Escape, sản xuất 2008. Xe này thì máy 2.3, động cơ xăng. Chiếc này thì bên em đang bán giá 310 triệu đồng. Một chiếc SUV hạng sang đời 2008. Đến bây giờ, hiện tại nhé, đến bây giờ cái kiểu dáng của chiếc xe này vẫn là thời thượng. Trang bị một lớp sơn màu phấn hồng một chút, bạc xám phấn hồng, nói chung là nó chung chung giữa những cái màu đấy, rất đẹp, nên ánh nắng nhìn rất đẹp, rất sang trọng nhé. Nó đang đụng một bánh lốp nắp mới, chưa biết mọt mùng gì đâu cả, chưa mọt ở chỗ nào cả. Cực kỳ đẹp, bác chủ xe người Quảng Ninh đăng ký tên vợ bác ấy. Xe này là số tự động, máy 2.3. Dòng Ford này anh em nghĩ là nó ăn xăng nhưng thực ra không phải đâu. Chiếc xe này em đã test rất nhiều rồi và đi nó chỉ rơi vào ăn anh quanh tầm 10 lít đến 11 lít nhá, đến 12 lít, có thể đến 12 lít. Nói phải nói đúng. Đấy là trong nội đô thì tầm 12 lít, còn đi trong ngoài đường trường thì nó chỉ rơi vào 10 lít thôi, nó loanh quanh tầm đấy. Với 310 triệu đồng sở hữu ngay một xe hạng sang. Ngày xưa thì mua cả tỷ bạc nhé, giờ này nó chỉ còn vài trăm thôi. Đây anh em nhìn đi, form dáng nguyên đai nguyên kiện luôn, chưa có một cái gì mất mát cả. Rất đẹp. Đẹp đến từng con ốc, cái tí em sẽ review chi tiết bên trong, rồi những ốc khác chiếc xe, máy móc để cho các bác tiện quan sát. Đây anh em nhìn. Dòng này thì dòng 5 chỗ SUV hạng sang nhé. Bản này bản XS có ABS túi khí đầy đủ. Từ đời 2004 giờ đi là Escape không làm cái bản có cửa trời ấy rồi. Tức là cái bản 3.0 ở Việt Nam thì người ta sẽ không làm nữa. 3.0 hốc nhiều xăng quá, nó phải hốc đến 14-15 lít. Nên đâm ra người ta không ưa chuộng ở Việt Nam, thì ra cái bản này nó chỉ rơi vào 2.3, nó chỉ rơi vào tầm quanh 10 lít thôi. Nên là rất tiết kiệm, an toàn nó cực cao nhé. Xe của Mỹ mà, nên là cái khung gầm nó chắc chắn lắm. Anh em cứ việc đổ xăng là đi thôi, phù hợp cho những bác nào đi đường xa, làm ăn xa rồi đi đường trường, đường đồi, đường núi. Đấy, rất phù hợp. Anh em nào mà thích ưa dòng cao dàn thoáng máy thì đúng rồi đấy, đúng cái chất xe đây rồi. Đấy, giờ em sẽ review trực tiếp vào bên khoang nội thất của chiếc xe. Đây, đèn đón này, nhìn đi. Form dáng này, nhìn này, nhìn form dáng này. Rất mượt này. Vô cùng mượt luôn nhé, gần gờ, nguyên xi luôn. Sắt tí sơn thôi. Chứ còn đâm vang ngập nước thì em cam kết luôn là không có. Này, lốp tầm 97%, lốp mới, lốp bộ đít tôn 4 quả nhé. Tích kết thương hiệu Mỹ. Đây, keo chỉ 4 cánh này, đeo chẳng chẳng, nói chung là chưa mất đi đâu. Đẹp lắm. Tapi cửa đây, nỉ nguyên bản này. Đây nắm nữa, chỉ có mỗi chiếc tay nắm để đóng mở và nó hơi mất tí sơn thôi, chứ còn chưa mất gì cả. Nội thất ghế lỉ nguyên bản, trần lỉ nguyên bản. Đấy, ngay cả những cái chắn nắng nguyên bản luôn. Hai xe này có túi khí này, hai túi khí hai bên, ghế lái ghế phụ, an toàn cực cao. Đây, trang bị đầu CD theo xe, điều hòa dashboard, máy 2.3 mà. Tắp cô thì bọc da nhẵn nhụi từ đầu, không có gì thay đổi cả so với chiếc xe nguyên bản. Đây nguyên bản, nghe mình đi, hộp số tự động nhé. Gương kính chỉnh điện này, xe đầy đủ. Xe này đi chuẩn 12,5 bản này anh em ơi, chỉ có 12,5 bản mà thôi. Cực kỳ đẹp cho một chiếc xe tư nhân
cũng tư nhân nhé, ra tên đổi chủ rất nhanh. Anh em nào đây, anh em mình đi. Ui, đẹp lắm. Này, keo chỉ này, nguyên đai này, rất này. Đừng có nói mọt nhé, bác tìm được mọt cái xe này quá lắm. Tìm được mọt lắm, không có gì mọt được. Khả năng mọt gì, xe nào gầm nào, ui gầm sáng bóng nhé ạ. Không, không có gì là chê được món luôn. Em thử liếc xương gầm phát cho các bác xem, thử xem tình hình như này. Đây, các bác nhìn đi. Nhìn chưa? Đấy, nét căng luôn, xanh nét. Đây, ốc ác đây. Bên gì? Đây, ốc bản lề, ốc cửa này. Nhìn nhìn nhé, mới chưa? Mới tầm 9 mấy% thì nói 9 mấy% từ đời đến giờ nghe vẻ vô lý này. Nhưng mà đúng như thế thật này. Là phần cốp chiếc xe thì có 2 cốp. Vì sao có 2 cốp? Đây em sẽ thử bật cốp lên cho các bác xem nhé. Cái bên này là đo này, đo tức là cửa. Bên này glass tức là kính, nên em mở glass trước. Glass tức là kính này. Khi nào các bác nào có đồ nhẹ nhàng thì các bác mở cái này lên, rồi các bác thò tay bỏ vào trong này thôi. Đấy, không phải mở cả cái nặng nhọc này này. Có cái gì nhỏ nhỏ bác cho vào đây. Này, cốp này đựng 2 người luôn. Anh em là đi 5 chỗ nhưng mà 2 người ngồi sau vẫn vô tư nhé. Khách công an thì vẫn ngồi bình thường. 7 người. Này, đấy, nắm cái này xuống. Thì bên này là cái đo, thì em sẽ mở cái đo lên. Tức là mở tổng cả lại lên. Đây, anh em nhìn đi. Cái điểm gì cũ anh em bảo em. Chưa cái gì cũ luôn. Rất mới, đẹp lắm. Keo chỉ đầu đít nguyên zin nhá. Em cam kết luôn, nguyên zin luôn. Đây, bóc luôn cho các bác xem này. Đấy, những cái này mới cứng. Đâm thì đâm vào đây chứ đâm vào đâu. Đây, đâm vào đây. Đây, này, nguyên zin luôn. Đâm thì đâm vào đây đây. Xô thì xô vào đây đây nhưng mà không thấy dấu vết gì cả. Cực kỳ cứng cáp. Chỉ việc đổ xăng mà đi thôi. Đây, đèn đóm này, nguyên đai, nguyên kiện. Nguyên bản cái gì nó đó nhé. Chỉ sức sức một tí thôi. Chứ vấn đề gì, bản này bản XNS này. Còn xe cũ anh em xem gầm bể máy móc. Đây thì em quay gầm bể chiếc xe này cho các bác xem. Đây, lốp tầm 9 mấy% này. Cực kỳ sáng bóng này. Gần khung khung gầm của nó đây, anh em nhìn đi. Nhìn chưa? Cực kỳ mới và sáng bóng nha. Xanh đét. Không có gì để chê được chiếc xe này cả. Nội thất thì bọc da nguyên bản thơm phức. Này. Rất mới nhá, chỗ này nguyên là da này. Bọc từ đầu này, đẹp lắm. Không có gì chê được. Anh em nào ưa thích dòng này về phục vụ chính mình, phục vụ gia đình thì liên hệ với em số điện thoại 0326062789. Em Khải Đăng ô tô miền Bắc, chuyên mua bán trao đổi ký gửi ô tô đã qua sử dụng. Các dòng đời từ 100 đến 400-500 triệu đồng. Đây. Anh em nhìn đi. Bác nào có xe có cậu thì cứ giới thiệu cho anh em. Anh em có hoa hồng cao. Này, đây, khách cứ kết nối. Đằng sau là còn nhiều cái hay lắm đấy, anh em nhìn chưa? Bàn làm việc này, khay đựng nước này. Ghế nó rất nhiều cái công dụng khác nhau đấy. Nhưng bên dưới này là cái gì đây? Đây, cái gì cũng là khay đựng nước luôn này. Rất nhiều tiện ích này, cái này nữa. Cái này chắc cậy được nhưng mà em chưa biết cậy. Hộp tì tay. Bên dưới này cũng có hộp tì tay để cho 2 người ngồi, nếu 2 người thì tì tay, 3 người thì gộp lên. Đấy, rất đẹp. Cực kỳ đẹp mắt. Em sẽ test đến phần máy móc của chiếc xe cho các bác kiểm tra. Đây. Em sẽ để lỗ máy rồi. Đấy, xe này chuẩn 2 bạn 582.000 nhé. 2 bạn 5.500. Máy móc cực kỳ êm ru nhé. Ui. Rất đẹp. Anh em nhìn đây, đây là quan máy móc của chiếc xe. Không có điểm gì mà chê được nó cả. Cực kỳ đẹp mắt nhá, tay để không biết rung này. Anh em ơi, đặt cốc nước ở đây, đặt cốc cà phê ở đây mà đổ nước em giả lại tiền mà cho xe luôn. Không lấy tiền cái bác luôn. Đây là nước làm mát này. Dầu phanh này, nước rửa kính này. Đây là dầu cầm lái này. Đây anh em nhìn. Ừ,
cái nghe gì mà cái bình cũng còn mới này, từ 6/1/2019 này mới cứng nhé. Đây qua lộ thất anh em nhìn đi, ốc ác này, nguyên xi, cái tao nhưng mà không anh kiện, có cái đâu cái gì cả này, ốc ác, gầm đây, tuyệt đẹp luôn nhé, chưa biết cái gì được rồi. Đâm va ba quẹt gì cả, anh em nhìn đi, lỗ này chuẩn xoe đây, này, chuẩn xoe. Xe này đẹp lắm, cứ chê được cái đầu đít thôi, lỗ tròn xe chưa đâm vào đâu cả, máy móc được êm nhé anh em nghe đi, bật điều hòa đấy nhé, mà máy còn êm như này. Các nào đưa thích dòng này thì liên hệ với em số điện thoại 0326062789, em Khải Đăng, chuyên mua bán ô tô đã qua sử dụng. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Anh em nào xem video thì cho em xin thêm một like, một subscribe, tức là theo dõi kênh ấy, thì để em có động lực em làm những video review tiếp theo để gửi cho các bác. Có cái điều gì sai sót hoặc là thiếu thì anh em cứ bình luận bên dưới để em rút kinh nghiệm, em sẽ làm những video khác nó tốt hơn. Đấy. Cảm ơn anh em đã xem video nhé. Xin cảm ơn.